Trong tác phẩm Tây Du Ký chương 24 và chương 26 có nhắc đến việc Tôn Ngộ Không đánh đổ cây nhân sâm của Trấn Nguyên Đại Tiên vốn sẽ tạo thành đại ác duyên to lớn giữa hai người. Tuy nhiên, Trấn Nguyên Đại Tiên lại không tính toán chuyện cũ. Ông đã thiện giải mối ác duyên này, lại còn kết nghĩa huynh đệ với Ngộ Không. Không hổ danh là một vị tiên nhân uy đức mà rất nhiều nhân vật trên tiên giới đều nể phục. Vị thần tiên từng kết ác duyên với Tôn Ngộ Không, nhưng sau lại kết thành huynh đệ. Trấn Nguyên Đại Tiên là người cực kỳ trân trọng duyên phận. Ông và Đường Tăng có thể nói là có duyên gặp mặt một lần. Nhưng ông đối với Đường Tăng như một người bạn cũ, dùng quả nhân sâm quý báu của mình để tiếp đãi, quả nhiên là một cao nhân đạo gia. Biết Đường Tăng sẽ đi qua nơi ở của mình, ông cho gọi hai tiểu đồng đến rồi nói: "Chẳng bao lâu nữa sẽ có một người bạn cũ của ta đi ngang qua đây, hãy lo chu đáo và hái hai quả nhân sâm mời ông ấy dùng, bày tỏ ân nghĩa năm xưa." Hai tiểu đồng hỏi lại: "Thưa sư phụ, vị cố nhân này là ai vậy? Xin sư phụ nói cho đệ tử biết để tiếp đãi ạ." Đại tiên nói: "Ông ấy là thánh tăng từ Đông Thổ Đại Đường Giá Hạ, đạo hiệu là Tam Tạng, nay đi Tây Thiên bái Phật thỉnh kinh." Hai tiểu đồng mỉm cười: "Khổng Tử nói đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta là Thái Ức Huyền Môn, sao có thể quen biết với vị hòa thượng ấy được?" Đại tiên lại nói: "Hòa thượng ấy chính là Kim Thiền Tử chuyển sinh, là đệ tử thứ hai của Đức Phật Như Lai Tây Phương Thánh. 500 năm trước ta và ông ấy biết nhau ở Lan Bồn Hội. Ông ấy từng tự tay dâng trà, Phật tử kính trọng ta nên mới nói cố nhân là vậy." Hai vị tiên đồng vâng lời, cẩn thận tuân theo lệnh sư phụ. Trước khi đại tiên rời đi, ông còn nhắc nhở: "Số quả nhân sâm có hạn, chỉ dâng ông ấy hai quả, không được nhiều hơn." Hai tiên đồng y lời dặn, mang hai trái nhân sâm tới mời Đường Tăng. Nhưng vì loại quả này trông từ đứa trẻ mới sinh nên Đường Tăng nhất mực khước từ. Hai tiểu đồng không còn cách nào khác, đành quay về phòng chia nhau mỗi người một quả. Bí mật này chẳng may lọt vào tay Trư Bát Giới. Bát Giới bèn xúi dục Ngộ Không hái trộm nhân sâm cho biết mùi biết vị. Sau khi phát hiện, hai tiểu đồng buông lời nhục mạ cả bốn thầy trò Đường Tăng, khiến Ngộ Không tức giận đại náo Ngũ Trang Quán, đạp đổ cây nhân sâm quý giá của Trấn Nguyên Đại Tiên, sau đó dắt thầy và các sư đệ bỏ trốn. Trấn Nguyên Tử sau khi trở về biết chuyện, muốn thử lòng thầy trò Đường Tăng, bèn giả vờ mình chưa hề về đến đạo quán, hỏi bốn người họ có đi ngang qua đạo quán hay không. Ngộ Không lại bắt đầu nói dối rằng chúng tôi không đi ngang qua đạo quán của ngài. Trấn Nguyên Tử nổi giận làm chuyện sai trái rồi lại đi nói dối không chịu thừa nhận. Ngài vẫy tay một cái liền nhốt cả bốn thầy trò vào túi áo đưa về đạo quán. Nhìn chung, mâu thuẫn này giữa Ngộ Không và Trấn Nguyên Đại Tiên có thể nói là rất lớn, không đội trời chung. Để Trấn Nguyên Tiên Tử thả sư phụ mình ra, Ngộ Không đành hứa sẽ cứu sống cây nhân sâm của ông. Ngộ Không nói: "Muốn cây sống lại có gì khó chứ, nói sớm thì đã có thể vãn hồi một cuộc chiến rồi." Đại tiên nói: "Đừng tranh nữa, ta nhất định thiện ý tha thứ cho ngươi." Ngộ Không lại hỏi: "Ngài giữ sư phụ ta, ta hoàn lại sự sống cho cây rồi thế nào?" Đại tiên trả lời: "Nếu ngươi có thần thông này, làm cho cây sống lại, ta sẽ kết nghĩa huynh đệ." Lần thứ nhất, Ngộ Không đến Bồng Lai Tiên Cảnh, gặp ba vị tiên ông là Thọ Tinh, Phúc Tinh và Lộc Tinh. Lần thứ hai, Ngộ Không đến núi Tiên Phương Trượng, gặp Đông Hoa Đế Quân, vốn là vị thần tiên đệ nhất trong Yên Hà. Lần thứ ba, Ngộ Không đến Doanh Châu Hải Đảo, thấy chín vị tiên râu tóc bạc phơ. Nhưng hết thảy những vị tiên này, không ai có bản sự cứu được cây nhân sâm quý. Cuối cùng, chỉ có dòng nước cam lồ của Quan Âm Bồ Tát là có thể cải tử hoàn sinh. Trước khi nhận lời giúp Ngộ Không, Bồ Tát có quở trách: "Con khỉ kia không biết hay dở gì cả. Cây nhân sâm ấy là một loại linh căn có từ ngày khai thiên lập địa.
Trấn Nguyên Tử là ông tổ dòng địa tiên, ta cũng phải nhượng bộ ông ấy ba phần. Tại sao nhà ngươi lại quật đổ cây của người ta? Câu nói này của Bồ Tát vừa là lời trách mắng Ngộ Không dám mạo phạm đến Trấn Nguyên Đại Tiên, vừa tiết lộ vị thế cao quý của ông. Sau khi cây nhân sâm được cứu sống, Ngộ Không tạ ơn và cáo biệt Bồ Tát. Trấn Nguyên Đại Tiên như lời hứa sắp xếp đồ chay và rượu, cùng Ngộ Không kết nghĩa huynh đệ, không tính chuyện cũ nữa. Đây quả là không đánh thì không biết mặt nhau. Bốn thầy trò vui vẻ nghỉ ngơi qua đêm tại đạo quán. Còn một tình tiết, nếu Đại Tiên đã không để bụng chuyện phá hoại của Ngộ Không, vì sao vẫn còn bắt giữ bốn thầy trò? Kỳ thực, Tôn Ngộ Không từng đại náo thiên cung, như vậy trên thân đã mang theo thói xấu. Giờ muốn đến Tây Thiên mang theo những thói xấu này, sao có thể đến Linh Sơn được? Vậy nên Trấn Nguyên Tử đã dứt khoát không bỏ qua lỗi lầm, mục đích là để Tôn Ngộ Không hiểu rõ đạo lý ấy, đồng thời cũng là để Đường Tăng hiểu rằng dẫn dắt tốt đồ đệ là trách nhiệm của bản thân. Đường Tăng thấy Ngộ Không gây họa rồi lại bỏ trốn, không những không quản giáo học trò mà còn bỏ trốn theo. Thân làm sư phụ sao có thể hành xử như vậy được? Nếu không trải qua bài học ở Ngũ Trang Quán lần này, thì danh hiệu sau này của Thánh Tăng Đại Đường hẳn cũng sẽ không còn cách nào vang dội như vậy nữa.